Chào tất cả các bạn. Như thường lệ hôm nay shop thì mình lại giới thiệu các bạn một sản phẩm mới. Như các bạn nhìn đây là chiếc DV4, dòng thế hệ mới nhất. Dòng DV4 là một thương hiệu rất nổi tiếng của HP, đã xuất hiện ở Việt Nam từ những thời năm 2008. Như các bạn nhìn kiểu dáng, máy được làm vát đi, bo như này. Đây là cái cổng thiết kế mới của máy, hay cổng lan này. USB và cổng sạc ra đầu đĩa. Dòng này đã được làm bằng vỏ nhôm nguyên khối, các bạn nhìn thấy này, máy rất là bóng. Đây là cổng HDMI, cổng tản nhiệt của máy. Mình sẽ mở máy ra kiểm tra. Đây như các bạn phím đã được thiết kế lại hoàn toàn, tuôn chuột rất là rộng. Máy được nâng cấp lên sử dụng màn hình 14.0 led và chạy Windows 8. Như các bạn nhìn thấy là cửa sổ của Windows 8 xuất hiện ở trên bàn phím. Như các bạn nhìn thấy máy khởi động Windows 8 chỉ có vài giây là đã xong rồi. Tôi sẽ kiểm tra cấu hình của máy bây giờ. Như các bạn nhìn thấy máy sử dụng vi xử lý i7 thế hệ 3 3612QM 2.10. Và các bạn nhìn thấy là dòng Qualcomm 8, nó có 8 CPU chứ không phải 4, và RAM của máy là 8GB. Máy sử dụng hai cạc đồ họa. Như các bạn nhìn thấy đây là chiếc HD Graphics 4000. Là độ xe và độ phân giải của màn hình là 1366x768. Tôi sẽ kiểm tra cái cạc màn hình bên trong bây giờ. Đây các bạn có nhìn thấy máy chạy GT630, dòng cảm màn hình đời mới Nvidia GeForce, dùng cạc đồ họa hoàn toàn là tốt. Đây các bạn nhìn thấy. Đây như các bạn nhìn thấy là máy được nâng cấp là ổ cứng 500GB. Với hai cạc đồ họa này chúng ta có thể sử dụng chơi game, làm đồ họa, xem phim hoàn toàn là tốt. Và đây là chiếc camera này, camera được nâng lên 5.0. Chimio HD. Và các bạn nhìn thấy điều đặc biệt nhất của máy nó là được nâng cấp có loa Beats chứ không phải Antut Lansing, nhưng mà là Beats Audio. Các bạn nhìn thấy đây là biểu tượng của Beats Audio ở trên, nhìn rất là rõ đây. Tôi sẽ thử chất lượng âm thanh của chiếc loa này ngay bây giờ. Chất lượng âm thanh rất là tốt. Với giá bán 11,5 triệu đồng, máy được bảo hành 6 tháng là shop công nghệ 300 Thái Hà. Bạn có thể qua để xem hàng.